Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Hôm nay Quang Hải giới thiệu đến quý vị và anh chị em Đức Mẹ Bệnh viện Chợ Rẫy. Thì kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Mẹ đã chọn một nơi, một cái góc của nhà kho của bệnh viện. Mẹ đã ở đây để mà ở bên cạnh con cái của mẹ. Điều này thật sự rất là xúc động các bạn. Thì cái hang đá Lỗ Đức, Đức Mẹ này thì nguồn gốc ra đời thì mình không biết rõ, nhưng mà cái năm mà xây cất á, thì vào ngày 2 tháng 5 năm 1963 thì Đức Mẹ đã bắt đầu hiện diện ở trên ở bên trong bệnh viện Chợ Rẫy, để mà Đức Mẹ luôn ở bên cạnh con cái của mẹ mỗi khi mà con cái của mẹ có những đau khổ, buồn sầu, những cái vấn đề về bệnh tật cũng như về vấn đề về tâm linh. Thì mẹ luôn ở bên cạnh con cái của mẹ. Mẹ đã chọn một nơi rất là âm thầm, phải không các bạn? Thật sự khi mà đi vào tìm cái hang đá Lỗ Đức, Đức Mẹ này, nếu mà các bạn biết thì rất là dễ đi, nếu mà không biết thì hỏi thì cũng lẽ cũng có vẻ là cũng ít người biết về cái hang đá Đức Mẹ Lỗ Đức này. Thì hôm nay Quang Hải xin giới thiệu đến quý vị cho anh chị em và anh chị em hang đá Đức Mẹ Lỗ Đức, Đức Mẹ Bệnh viện Chợ Rẫy. Thì mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem cái khung cảnh ở đây, để các bạn mỗi khi mà có dịp đi thăm bệnh nhân, hoặc là nếu mà chúng ta lỡ may chúng ta bị bệnh, thì chúng ta có thể có mẹ ở đây, chúng ta nương tựa vào đây, chúng ta cầu nguyện với mẹ. Kính thưa quý vị, đây là những cái bảng tạ ơn mà những người đã được ơn khi mà đến đây cầu nguyện với Đức Mẹ, thì đã được ơn và đã để lại những cái bảng tạ ơn, ghi ơn Đức Mẹ. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Cho nên là chúng ta khi mà nếu mà có dịp vào Đức Mẹ Chợ Rẫy, vào bệnh viện Chợ Rẫy, thì đừng ngại, hãy cố gắng tìm cái hang đá Đức Mẹ Lỗ Đức này để mà cầu nguyện với mẹ, để xin mẹ cầu bầu với Thiên Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, khỏi những cái căn bệnh hiểm nghèo. Thật tuyệt vời các bạn ạ. Có mẹ bên cạnh chúng ta, mẹ không có chọn những cái nơi nguy nga ở trung tâm bệnh viện, nhưng mà mẹ đã chọn một cái góc của nhà kho. Đây là những tấm bảng tạ ơn. Có lẽ nhiều người không tin vào Đức Mẹ ban ơn lành, thì các bạn có thể đến đây trực tiếp xem những cái bảng tạ ơn như thế này. Khi là người ta được ơn, người ta mới làm những cái bảng tạ ơn như thế này, chứ không thì ai cũng không có rảnh thời gian để mà làm những việc này, phải không các bạn? Đây là những tấm bảng tạ ơn gia đình con, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Đức Mẹ Du Xe Kim, Doan Kim, Nguyễn Văn Thư vào 2013. Và bên cạnh hang đá Đức Mẹ, chúng ta còn có đường Lòng Chúa Thương Xót nữa. Đúng là Chúa với mẹ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Có hoa được trang trí rất là đẹp. Này, tạ ơn Đức Mẹ đã chữa lành bệnh cho con Martino Võ Hữu Lợi. Đó, thật tuyệt vời. Này, ở đây còn có bảng tạ ơn vào ngày 15 tháng 8 năm 1964. Như vậy thì xây cất năm 1963 thì đã 64 đã được một năm sau đã có được ơn lành rồi các bạn. Gia đình chúng con, Chúa thương xót Đức Mẹ Chợ Rẫy nè. Maria Nguyễn Thị Hữu, giáo xứ Lạc Lâm. Đó, đây bên này còn có một đồng thương xót nè, đã cho con vượt qua những bệnh hiểm nghèo 2014. Quá thích. Và bên hông bên này cũng có bảng tạ ơn rất là nhiều các bạn. Gia đình con xin tạ ơn Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đó. Thật sự là ở đâu có mẹ thì ở đây có ơn lành, nhiều người được ơn lành, góc bên này cũng có đó nè. Tạ ơn Chúa và mẹ đã giúp gia đình chúng con đạt như ý nguyện,
Hoàng Thị Thu Hồng ngày 15 tháng 12 năm 2019. Đó, các bạn thấy không? Cho nên là những ai đang có những căn bệnh khó chữa, hiểm nghèo thì chúng ta đừng ngại đến với Đức Mẹ Chợ Rẫy ở bên góc nhà kho của bệnh viện. Các bạn thấy không? Tạ ơn Maria, gia đình chúng tôi hết bệnh. Chúng tôi hết bệnh luôn, đã quá. Rồi cái này nữa là để mình xem thử nè. Đã cho con là Phạm Trọng Thanh Liêm được có tai nạn, được tai qua nạn khỏi, được về đoàn tụ với gia đình. Khi mà chúng ta mắc bệnh, chúng ta được ơn á, thì chúng ta thật sự mới cảm nghiệm được cái ơn lành của Chúa. Như bản thân Hải nè, nhiều lúc cũng cứng tin lắm. Khi nào phải Chúa cho một đòn bệnh trầm là gọi là thập tử nhất sinh, rồi lúc đó mở mắt các bạn. Bên cạnh đây là nhà kho, rồi những cái tủ lạnh nè, tủ rồi mấy điều hòa, rồi những cái tủ của bệnh viện để ở bên cạnh góc của nhà đó, để xe. Mẹ đã chọn một nơi rất là tuyệt vời, không sang trọng, không diễm lệ, một cái góc của nhà kho thôi. Mẹ bên cạnh chúng ta đang đợi chúng ta.